Chào mọi người. Trong video hôm nay mình sẽ chơi một cái tag gọi là Finally Phone Book Tag. Thì tag này là nói về mùa thu, những câu hỏi liên quan mùa thu. Mình thấy rất là hay và mình muốn được trả lời những câu hỏi này. Và mình trả lời được hết, nên không có gì là khó khăn đấy cả. Tuy nhiên thì mình không biết là thời điểm này gọi là cuối thu rồi hay là mùa đông rồi thì mình không biết nữa. Và thì có thể là làm tag này sẽ là muộn thời điểm. Nhưng dù sao thì vẫn cứ làm thôi vì mình thích tác này. Đây là Abby. Bi ơi, chị ơi, cái mắt xinh xắn ra đây nè. Cái mắt xinh xắn nè. Đây, đây là Abby. Đấy, xinh quá. Câu đầu tiên là vào mùa thu thì không khí rất là giòn và trong sạch. Thì hãy kể tên một quyển sách mà có một bối cảnh sống động, nhiều màu sắc, mạnh mẽ, đầy sức sống ấy. Thì mình nghĩ đến quyển Quý Ngài Tài Năng của Patricia Highsmith. Bối cảnh ở đây là nước Ý. Bởi vì đã xem phim rồi nữa ấy, nên là mình có thể rất hình dung rất rõ ràng cái không khí ở quyển sách này. Chính là những vùng sông nước này, gành biển này, nó nóng, nó ẩm, nó kiểu nhiệt đới. Dĩ nhiên nước Ý không phải là nhiệt đới, nhưng mà nó có cái cảm giác đó, nó kiểu rất là sống động theo dạng màu sắc ấy và cái tâm trạng của chúng ta ấy, chứ không có nghĩa là nó sẽ đông người nhá. Bởi vì nhân vật Tom Ripley là một người nội theo kiểu gọi là sống nội tâm, một người hướng nội, sẽ không thích có nơi có nhiều người đâu, nó phải là yên tĩnh đấy. Và cái thứ hai, kể cả nhân vật Dicky Greenleaf ở đây này, cái người mà Ripley sẽ giết ấy, thì anh Dicky này cũng là một con người có vẻ hơi hướng ngoại đấy, thế nhưng mà vẫn thích những cái khung cảnh nó không quá là nhiều đông người ấy. Không phải thích được bao quanh bởi cái sự đông người, sự ồn ào của con người đâu. Thế cho nên là mình mới cảm nhận được rằng là các nhân vật trong chuyện thì đều có cái gì đó nó thích một cái cuộc sống nó trầm hơn ý. Thế nhưng mà ở trong một cái bối cảnh nó sẽ sặc sỡ để tạo cái cảm giác là đấy vẫn là một nơi đông người, nhưng mà thực ra là không phải. Cái nước Ý đấy, mình cảm thấy nó mặc dù mùa hè nhưng mà có cái phần nào, có cái nét nào đó của mùa đậu, của mùa thu. Và cái gì đấy nó rất là ma mát, nó nóng ẩm nhiệt đới thật đấy, nhưng mà vẫn có cái sự này, nó nhẹ nhàng, nó thoang thoải, đúng cái kiểu của mùa thu ấy. Và đúng chính là đây là cái bối cảnh sống động, đều nhiều năng lượng, mà câu hỏi mà đáp ứng được cái yêu cầu của cái câu hỏi đầu tiên này. Câu thứ hai là thiên nhiên rất là đẹp nhưng mà cũng đang chết. Hãy kể tên một quyển sách mà được viết rất là hay nhưng mà nó có liên quan đến một cái vấn đề nặng nề, giống như là kiểu liên quan đến nỗi đau hay là sự mất mát. Thì mình có hai quyển sách. Thì quyển đầu tiên là Khi đèn vụt tắt của Mary Kubica. Quyển này nó nói về hai vấn đề lớn, hai vấn đề rất là quen thuộc trong đời sống thôi. Thứ nhất thì là sự mất mát này, và thứ hai là sự vô sinh ở phụ nữ, và đặc biệt là với những người phụ nữ mà rất muốn có con ấy. Thì cuốn sách này thực sự đã toát lên được, thể hiện ra được đúng cái nỗi đau đó, nó rất là lớn ấy. Câu chuyện là kể về hai dòng thời gian nhé. Và dòng thời gian đầu tiên là về một cái cô gái vừa mới mất mẹ mình, mẹ ung thư, và cô ấy đã đau khổ đến mức nào này. Và dòng thời gian hai là nói về một người phụ nữ có chồng rồi và họ đều muốn có con, nhưng rồi thì khám thì được biết là cô này cô có vấn đề ấy, là cô cũng không hẳn là vô sinh đâu, nhưng mà cô rất là khó để có thai được. Và cái việc đó nó khiến cho cô ấy vô cùng đau khổ. Tức là cả hai người phụ nữ ở đây đều có vấn đề ở riêng họ, và đều là những cái gì nó rất là kinh khủng, rất là đen tối, rất nặng nề và ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của họ. Thì chúng ta sẽ biết được là những cái việc này nó có liên quan gì với nhau, và họ đã giải quyết cái vấn đề của họ như thế nào, theo những cách nào. Chuyện này thì nó sẽ hơi có mang một chút yếu tố bí ẩn thì, nhưng mà nó lại không hoàn toàn là trinh thám gì cả, nó cũng không phải giật gân. Và cái không khí chuyện này khá là buồn, cái nhịp chậm và buồn ý, vì nó xử lý những vấn đề rất là nặng nề, lại có liên quan đến những phụ nữ ở đây nữa. Và một cuốn sách thứ hai mà mình muốn nói đến đó chính là Everything I Never Told You của Celestine. Thì cuốn sách này cũng sự nói về việc xử lý nỗi đau sau khi mất người thân.
giống như chuyện khi đèn vụt tắt kia, nhưng mà nó không liên quan gì đến vô sinh phụ nữ gì đâu. Thì với chuyện này là cũng là một đứa một cô gái này được phát hiện là chết rồi, thì gia đình cô ấy sẽ là phản ứng thế nào về cái nỗi đau này, họ họ xử lý thế nào. Mỗi người có một cái cách xử lý riêng khi mà đối diện với sự thật rằng là cái cô người thân của họ chết, một cái người mà họ rất vô cùng yêu quý, họ luôn nghĩ rằng sẽ sống mãi. Cuốn này nó cũng có cái không khí buồn, không mình cảm thấy nó không nặng nề bằng cái quyển kia, bởi vì quyển kia nó lại có liên quan đến cái việc có thai không có thai được ấy, thì nó rất là nặng nề, đặc biệt là đọc những cái cảnh mà cái ở dòng quá khứ mà khi cô nhân vật kia nói về việc là cô rất muốn được thành mẹ nào, cũng mong ngóng được ôm đứa con của mình ấy, nó ngột ngạt lên, cảm giác rất là ngột ngạt luôn ấy, cảm khó thở ấy. Thế nên là với quyển đấy thì mình thấy là nó nặng nề hơn nhiều, cách viết nó rất là hay nhưng câu chuyện rất là u buồn, rất là ảm đạm. Thì Everything Told nó có sáng sủa hơn một chút nhưng mà nó cũng đại loại kiểu như vậy. Câu thứ ba là mùa thu nghĩa là mùa quay lại trường. Hãy chia sẻ một quyển sách phi hư cấu mà đã dạy cho bạn một cái gì đó mới. Thì mình sẽ chọn quyển Luận về yêu của Alan de Botton. Với một đứa là lãng mạn một cách tuyệt vọng như mình, hopeless romantic, thì khi đọc cuốn này thì mình khá là ngạc nhiên, bởi vì cuốn này nó tác giả còn nói lên những cái sự thật về tình yêu rất là một cách gọi là trần trụi, gọi là bóc bóc trần được cái sự thật về tình yêu như là các cái bước, các cái quá trình trong việc yêu một người ấy. Từ khi yêu dẫn đến việc kết hôn nó có những cái giai đoạn như thế nào này, và sau từ lúc khi kết hôn cho đến khi chúng ta không còn yêu nhau nữa và dẫn đến ly dị, và rồi ly dị thì lại bắt đầu gặp người mới và cái quá trình nó lại lặp lại, thì cũng không hẳn là theo một cái quy tắc nào cả, thế nhưng mà nó là những cái gì đó rất là tự nhiên thôi, xảy ra thôi. Và thực ra thì những cái gì chúng ta nghĩ là yêu nó gần như là một cái sự ảo ảo tưởng ấy, là chúng ta chỉ nghĩ đến việc người kia tại sao lại để ý đến mình ấy, kiểu dạng cảm thấy người kia làm cái gì đó nó rất là tuyệt vời, rất là hoàn hảo, nhưng đến khi mà tiếp xúc trực tiếp người đó chúng ta lại bắt đầu bị mất mất mộng à, vỡ mộng ấy. Thế cho nên là đọc quyển luận về này là khiến mình bị vỡ mộng. Mình vốn là một đứa lãng mạn một cách tuyệt vọng mà, nên là những cái ý gì, những cái gì lãng mạn của mình liên quan đến tình yêu thì nó cũng bị sụp đổ hết sau khi đọc xong quyển luận về yêu này, vì cái này nó quá là trần trụi, cái sự thật nó quá là phũ phàng. Thế tuy nhiên là cho dù kể cả chuyện này thì mình vẫn là một đứa hopeless romantic thôi, chứ mình cũng không cải đạo sang thành con người thực tế gì cả đâu. Đương nhiên là khi trong khi yêu chúng ta phải có lý trí như nào đấy thì mới đảm bảo được cái tình yêu nó bền vững được, chứ không chỉ là cứ đu theo cảm xúc được đâu. Với cuốn luận yêu này là nhắc nhở cho chúng ta chính cái việc đó đấy, là khi yêu thì cần có cả lý trí chứ không chỉ có cảm xúc. Và như mình thì suốt ngày chỉ có cảm xúc thôi, nên là có những cái nỗi đau trong các mối quan hệ thì đương nhiên là ai trải qua rồi sẽ biết thôi ấy. Cho nên là đọc cuốn này thì cũng là những bài học rất là lớn cho về sau. Câu thứ tư là để giữ ấm thì dành thời gian với những người mà bạn yêu quý sẽ rất là tốt. Thì hãy kể tên một gia đình, một cái nhà hư cấu thôi, một nhóm bạn ở đấy mà bạn muốn là một phần thuộc cái nhóm đó. Mình thấy là có rất nhiều nhà mà mình muốn được là một phần của họ, ví dụ như mình muốn là thuộc nhà Weasley trong Harry Potter này, mình muốn là một trong những đứa con á thần ở trong Percy Jackson này, thế nhưng mà mình cảm thấy vẫn chưa đủ. Cái mình thực sự muốn đó chính là mình muốn thuộc nhóm bạn trong nhóc Nicholas. Tự nhiên là mình lúc đấy sẽ phải quay lại quá khứ thế nào đấy để thu nhỏ lại mình, để trẻ hơn đúng cái độ tuổi của bọn này và để có thể được chơi bọn này, mặc dù bọn nó là con trai. Nhưng mà thật sự thì đọc về bọn trẻ con của nhóc Nicola mình thấy rất buồn cười, và mình rất muốn được tham gia, mình muốn là một phần của bọn nó, mình muốn được chơi với bọn nó, mình muốn được tập trung với bọn nó, chơi ở cái chỗ có một cái sân mà bọn nó hay tập trung với nhau để chơi. Bọn nó thậm chí còn định xây một cái nhà đấy mà. Xây nhà buồn cười quá. Có đứa mang một cái nắm cửa, hay là mang một cái cửa, à mang một nắm cửa, đúng rồi. Có một đứa mang một cái nắm đấm cửa đến để góp vào xây nhà.
Thế nên có thể nói là mình rất thích nhóm bạn này trong nhóm Ancestor này, Rufus, Odis, Geoffroy, Joshim. Mình không biết là tên mấy đứa này, khó đọc lắm. Nhưng mà mình muốn là một phần trong nhóm bạn của nhóc Nicolas. Mình muốn là bạn của nhóc Nicolas. Mình muốn được tham gia xây nhà bọn nó. Mình muốn được chơi với bọn nó. Còn lý nhà bọn nó còn làm rất nhiều việc nữa cơ. Không chỉ có mỗi xây nhà đâu. Rất nhiều việc, buồn cười lắm. Câu 5 là những chiếc lá đầy màu sắc đang chất đống trên trên mặt đất. Hãy chúng ta thấy những cái gáy mang màu sắc của mùa thu. Mình rất thích quyển này, cho nên mình sẽ cho các bạn xem mình chọn những quyển sách có gáy mùa thu như thế nào. Mình phải check ở trên Instagram để xem những cái gọi là những gáy sách mang màu sắc mùa thu là thế nào. Thì mình có thể thấy là những quyển sách của họ, cái gáy nó sẽ có những cái màu như là màu đỏ này, màu vàng cam, vàng sáng, để tạo ra những cái hình ảnh như kiểu lá vàng này, rồi bí ngô, kiểu hình ảnh của mùa thu là như vậy. Thế nhưng mà với mình thì mình thấy mùa thu như kiểu ở Hà Nội nó không kiểu vàng tươi, vàng ươm thế đâu. Nó cũng thể theo kiểu nắng ấy, nhưng mà mình nghĩ là nên có thế nào nhỉ? Mình cảm thấy nó rất là lạnh. Có gì đó man mát, nó kiểu không khí lạnh ấy. Kiểu cái màu sắc nó sẽ thiên về sắc lạnh, màu xanh, các màu xanh hơn là màu vàng. Thế nên mình sẽ thế nào? Mình nghĩ là mình sẽ thử làm thành hai chồng sách đi. Một chồng là màu vàng cam như thế đây, và một chồng thì theo cái kiểu mùa lạnh lạnh. Mà mình nghĩ là nó cũng sẽ rất là phù hợp với mùa thu ấy. Đây, cái màu này nó rất là phù hợp này. Và giây phút này mình nghĩ là hai cái này thì lấy cái nào hơn nhỉ? Cái này có hình như kiểu lá. Thực ra nó là biển đúng hơn, nhưng mà cảm giác nó có thể thu hơn. Thôi mình mình sẽ lấy quyển này, cái gáy vàng này này, một xem là của Aracrissi có rất nhiều cuốn, có màu cam. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cuốn này không. Nữ hoàng Casanova thì cũng có cái màu khá là phù hợp. Mình muốn thay đổi một tí, kiểu cho nó có một chút đen. Lâu đài trên mây được không nhỉ? Nhưng mà nó lại cùng màu vàng, nó hơi giống nhau. Mình nghĩ là mình sẽ lấy một cái màu cam rồi đấy. Cuốn châm này sẽ khá là phù hợp. Đây. Nên có một chút sắc đỏ nữa. Lửa thiên đàng Cassandra Clare xem nào. Cũng được đấy chứ. Nên có màu cam. Màu cam thì có thể lấy ngôi nhà quái dị đi. Hay chết được một chút màu để có vẻ cam quá. Thêm một màu đỏ này. Đêm Giáng sinh. Khó thật đấy. Ngôi nhà quái dị đi. Vàng quá nhỉ, nên có thêm đỏ. Án đây được, thế thì tận hai cuốn của mình nghĩ phải có màu cam. Mình cần màu cam. Cam thì đây, nhưng màu này thì cũng giống như kia rồi. Mình còn thế nào cam nữa không nhỉ? Ngôi nhà phố xa, nhưng mà cái màu nó cũng như thế. Mình cần là cam hẳn hoi cơ.
hột cam, hành khoai. Nhiều quá nên là này cũng không hẳn là cam lắm. Đây, mình lấy quyển Percy Jackson này sẽ hay hơn. Được không nhỉ? Đã đủ vàng chưa? Để xem. Có lẽ là chết đồng hồ. Ôi khó quá nhỉ. Thôi hay lấy cả này đi. Trông rất là đẹp đúng không? Mình có cầm một màu đỏ nữa không? Đỏ hẳn ý. Mắc bẫy. Thôi rồi. Đỏ hẳn có cái cuốn này. Lấy cái nào nhỉ? Mắc bẫy hay là dòng máu Olympus? Hay là mắc bẫy? Thật ra thì đều như nhau cả ấy. Thôi lấy mắc bẫy đi. Sau khi sắp xếp thì mình đã có được những màu thành như thế này. Đó, đây chính là chồng sách mùa thu màu vàng của mình. Ta sẽ chuyển sang màu xanh, chồng sách màu xanh. Xem nào, mình thấy công chúa chăn ngỗng này có cái màu rất phù hợp nhá. Cuộc sống các nhà văn cũng có màu khá là đẹp này. Thế là màu này nhỉ? Hay là xanh? Đây, cô gái mà đêm đẹp hơn. Đẹp hơn nhiều. Đó. Nên có màu chuyển tiếp. Màu chuyển tiếp. Cái này hay là con mèo và chim bồ câu. Cũng được đấy. Khá là phù hợp. Bây giờ đây thì một đống xanh này. Manuche xem nào. Mình nghĩ là mình sẽ cần màu. Đây. Hợp lý đúng không? Khá là lạnh rồi đấy. Cái này có nên không? Mình hết cả chỗ à? Được đấy chứ. Thêm một quyển nữa. Xanh này thì hơi tươi quá nhỉ. Đây. Hơi sáng sủa quá. Bởi vì là mình thấy mùa thu nó hơi có kiểu âm u ấy. Âm u. Này hơi giống quyển kia rồi. Ồ. Mất trí. Nó lại hơi giống cái màu này. Là đêm vô tận. Lại Agatha tiếp á. Hơi giống một con mèo trên một câu rồi. Cái kìa làm chuyện tắt này. Tại vì cái màu này không hợp. Thì cất lại cái Outlander đi. Ở đây mình có mấy cái này mà. Màu tím này. Đây. Thêm một nữa cho cân bằng. Đây không có xanh nào. Thế là bể này. À, nhà tiểu họa này. Nhà tiểu họa rất phù hợp. Thế là đây. Sau khi sắp xếp xong thì mình đã có hình thú như này. Đây là những cái sách cho mùa thu lạnh lẽo, u ám ở Hà Nội.
với mình nó sẽ là như thế này đấy. Chuyển sang câu 6. Mùa thu là khoảng thời gian hoàn hảo để kể chuyện bên cạnh đống lửa. Hãy chia sẻ một quyển sách mà trong đó có ai, có nhân vật nào đang kể một câu chuyện. Thật ra thì mình không thể nghĩ ra được được quyển sách nào. Thật ra mình nghĩ là có đấy. Mình có hai quyển đi. À không, kể một câu chuyện. Có quyển The Seance của John gì đó, mình quên mất tên rồi. Thì cuốn này nói về một ngôi nhà và có không khí Gothic, kể về cái thời năm mấy khá là lâu, cái thời Victoria ấy, và cũng kể qua ba nhân vật kể chuyện. Trong đó thì có một nhân vật là viết nhật ký, một nhân vật thì là ghi chép lại. Thế cho nên cũng coi như là các nhân vật đấy đang kể chuyện. Câu chuyện này là nó có một chút yếu tố ma mị, thì tuy nhiên hóa ra lại không phải là ma mị. Tức là cái cuốn sách này nó hay ở chỗ này, nó lại khiến chúng ta không biết được là cuối cùng chuyện này nó là chuyện ma hay là một câu chuyện trinh thám. Nên đây là một cuốn sách mình thấy rất là phù hợp đọc vào Halloween, The Science, và cũng liên quan đến một cái chốt là gia tài thừa kế mà mình rất thích. Cuốn nữa là cuốn Ác ý của Higashino Kego. Thì cuốn này cũng là một vụ án xảy ra và có một nhân vật ghi chép lại, thì coi như cũng là nhân vật đó nó kể chuyện, ghi chép lại và cho một nhân vật cảnh sát khác đọc. Thì theo mình đấy cũng là một nhân vật kể chuyện trong sách. Cuốn Ác ý và cuốn The Seance vừa nãy thì mình nói thì đều là cùng chung cái yếu tố là câu chuyện ở trong một câu chuyện ấy. Và những cái bản thảo câu chuyện trong câu chuyện đó nó có cái tác dụng là đánh lừa chúng ta. Ngoài ra còn một cuốn nữa mình đọc là Home Before Dark của Riley Sager, cũng có yếu tố là một câu chuyện ở trong một câu chuyện. Thì theo mình cả ba cuốn này đều có liên quan tới những cái việc là lừa, đánh lừa người đọc và đánh lừa cả nhân vật trong chuyện về việc cái gì có thật, cái gì không có thật, và tất cả là thông qua một cái câu chuyện mà một nhân vật trong chuyện kể lại. Chúng ta không thể tin được hoàn toàn vào cái nhân vật đó. Câu số 7 là đêm đang dần tối hơn. Hãy chia sẻ một cái trải nghiệm đọc rất là đen tối, rất là rùng rợn. Mình nghĩ là mình sẽ nói về cuốn The Graveyard Apartment của Mariko Koike. Đây là một cuốn sách mà underhype ấy, tức là một cuốn sách mà không ai nói đến mấy, và mình muốn là người ta nói nên nói nhiều hơn một cuốn này. Ha. Thì đây là cuốn The Great Apartment, mình nói về việc chuyển đến ở một căn hộ chung cư mà nó ngay sát nghĩa địa, ba mặt của nó là cái nghĩa trang, cái nghĩa địa rất là kinh khủng. Và thậm chí cái kinh nhất là mình từng thấy ở đấy chính là có một cái tầng hầm ở dưới cái chung cư này, và cái tầng hầm này chỉ có thể đi được bằng thang máy, không có cầu thang bộ. Thế nó mới ghê. Đã thế thì nó lại kiểu thông xăm với cả cái nghĩa địa nữa chứ. Đáng sợ lắm ý. Mình đọc mình thấy creepy, mà mình thấy rùng rùng mình vì cái chi tiết, những cái chi tiết mà liên quan cái tầng hầm ở trong cái chung cư này. Câu 8 là ngày đang trở nên lạnh hơn. Hãy kể tên một cái cuốn sách đọc mà ấm lòng ấy, ngắn nhưng mà ấm lòng, mà có thể làm ấm trái ai đó vào một cái ngày mưa lạnh nào. Sao đây nào, đây Abby làm ấm lòng mình lắm này. Thì mình sẽ nói về cuốn Trong Khi Chờ Mưa Jungle. Đây là một cuốn sách rất là ấm áp, nó cảm động, nó một câu chuyện gần như chuyện cổ tích thời hiện đại. Và mình thực sự là mình cũng không thể nghĩ được là mình có thể khóc được vì một cuốn sách như vậy. Nó khiến mình cảm thấy có niềm tin hơn về tình yêu. Tình yêu đích thực, mình vẫn là một đứa rất tin vào một cái tình yêu đích thực rồi ấy. Thế nhưng mà cái này nó khiến mình cảm thấy là cái niềm tin đấy mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi vì cuốn sách Trong Hiểu Bôi Cô này, cuốn sách vô cùng là hay, nói về bệnh tâm thần nhá, nhưng mà lại không hề nặng nề tí nào như là hai cái cuốn mà nói về vấn đề nặng nề gì đâu. Nói về bệnh, một căn bệnh tâm thần, nói về sức khỏe tâm thần ấy, nhưng mà theo một cái cách rất là trẻ con. Bởi vì chuyện lại được kể thông qua cái nhìn, con mắt của một đứa trẻ con khi nói về bố mẹ nói, là một cái gì rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc, rất là ấm áp, khiến cho sưởi ấm lòng chúng ta. Mà khi
mình cảm thấy vô vọng cuộc đời chẳng hạn, thì đọc cuốn sách này sẽ khiến các bạn lấy lại được cái hy vọng, một cái niềm tin nào đó về tình yêu, về gia đình. Câu thứ 9 là mùa thu quay lại hàng năm, hãy kể một cái cuốn sách bạn yêu thích mà bạn sẽ muốn đọc lại sớm ít. Thì đây, mình nghĩ là thăm tháng tới hoặc lúc nào đó trong năm nay mình sẽ phải đọc lại cuốn Theo Chiều Gió và review cuốn sách này mà của Grandma Rachel. Đây là một cuốn sách mình rất là ưa thích, mình đọc từ lâu rồi. Thế là cuốn này mình cũng mua từ cái hồi mình học cấp 2 ấy, tận năm 2010 á. Kỳ lạ nhỉ. Thế thì gọi như học xong cấp 2 rồi. Và mình đọc quyển này, mình rất thích quyển sách này. Mình rất thích Scarlett và Red. Và thưa các bạn ạ, Scarlett và Red đều thuộc nhà Slytherin, là nhà của mình. Nên mình biết mình phải đọc lại lập tức cuốn sách này. Một tình yêu tuyệt vời, một tình yêu đích thực. Hai con người này quá là hợp nhau. Chính những cuốn sách này khiến mình vẫn luôn luôn là một đứa hopeless romantic đây. Nào. Câu 10. Mùa thu là thời gian hoàn hảo, là thời điểm hoàn hảo cho những đêm đọc ấm áp. Hãy cho, tức là chia sẻ những cái phụ kiện đọc. Thật ra câu này mình thấy khó hiểu ý. Đến lúc mà mình xem video để họ xem các video, xem họ trả lời thế nào, các booktuber trả lời thế nào câu này, thì thấy là họ chia sẻ cái cốc uống trà này, chia sẻ các cái bút móc này. Thì chắc là mình cũng chỉ biết chia sẻ một cái bút móc thôi ý, bởi vì mình chẳng có phụ kiện đọc gì gọi là ấm áp. Thì mình sẽ chia sẻ đây. Mình mua cái này, mấy cái bút mắc này trên Tiki. Mình rất thích cái bút mắc của cái hãng Fairy Corner này nhá. Nó có cái thiết kế rất đẹp, bìa cứng và lại có cái dây này. Ôi không, cái này nó bị, ôi sao nó lại bị cong thế này. Ôi trời ơi, hay là mình tự ngồi lên nó thế nào nhở. Không thể tin được, không phải tin được mình đã làm như thế. Đúng là tội ác. Nhưng mà dù sao thì đây chính là phụ kiện đọc sách của mình. Mình rất thích những cái này. Mình vẫn cần phải mua thêm. Vẫn mình sưu tầm được mấy bộ rồi, 3 hay 4 bộ gì đấy. Đây nha. Câu 11 là tác ai đó. Tác mọi người. Mình tác tất cả mọi người. Kể cả tác thì mọi người có làm không? Mấy cái tác của mình từng bảo là cứ mọi người cứ làm, nhưng mà chẳng để ai làm nên là mình chẳng biết thế nào nữa. Vậy thì đó là những gì mình trả lời cho cái tác Finally Phone Book Tag. Tác rất là hay. Mình rất là thích mùa thu. Nên là gì mình cũng không biết nữa. Vậy hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Bye. Ố, Abby đi ra đây. Ra đây, ra đây. Hey. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây.